huyệt mộ Bác Trọng đã sẵn sàng tại nghĩa trang Mai Dịch, dầm mưa lớn chuẩn bị lễ quốc tang. Quý vị và các bạn thân mến, theo tin tức mới nhất thì sáng ngày 24 tháng 7, một ngày trước lễ quốc tang, mọi công tác chuẩn bị tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã hoàn thiện những bước cuối cùng. Phía trong hội trường của nhà văn hóa thôn, di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt ở vị trí trang trọng. Phía trên là dòng chữ vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường làng, ngõ xóm được người dân tự giác thu dọn sạch sẽ, cờ rủ cũng được toàn bộ gia đình treo lên. Theo thông báo của Ban tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức với nghi thức quốc tang. Trong hai ngày quốc tang, 25 và 26 tháng 7, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Cũng thời gian trên, lễ viếng, lễ truy điệu được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nghĩa trang Mai Dịch, nơi an nghỉ cuối cùng của cố Tổng Bí thư đáng kính. Quý thân mến, cho những ai chưa biết thì nghĩa trang Mai Dịch là một nghĩa trang quốc gia nằm ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là nơi an nghỉ của nhiều lãnh đạo cấp cao và các nhân vật có công lớn đối với đất nước. Với không gian yên tĩnh, trang nghiêm và cảnh quan xanh mát, nghĩa trang Mai Dịch không chỉ là nơi tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là một biểu tượng của lòng biết ơn và sự tôn kính của toàn dân đối với những người có công lao với Tổ quốc. Nghĩa trang Mai Dịch được thành lập vào năm 1956 và từ đó đến nay đã trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của nhiều vị lãnh đạo cấp cao, anh hùng dân tộc, các nhà khoa học, nhà văn hóa và nghệ sĩ nổi tiếng. Các ngôi mộ tại nghĩa trang được bố trí theo hàng lối ngay ngắn, được chăm sóc cẩn thận, tạo nên một khung cảnh trang trọng, thiêng liêng. Trong số những người an nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những vị lãnh đạo đáng kính của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bác Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vai trò là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác đã dẫn dắt đất nước qua nhiều giai đoạn khó khăn, đưa ra những chính sách quan trọng nhằm phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh quốc gia. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Việt Nam. Bác được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, nơi an nghỉ của nhiều đồng chí, đồng đội và những người đã cống hiến cho đất nước. Huyệt vị nơi Bác yên nghỉ được đặt trang trọng tại một vị trí đẹp, yên tĩnh, xung quanh là những hàng cây xanh mát và các bông hoa tươi thắm, biểu tượng cho sự trường tồn và tôn kính. Nghĩa trang Mai Dịch không chỉ là nơi tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là điểm đến của nhiều đoàn khách trong và ngoài nước. Họ đến đây để dâng hương, tưởng niệm và tri ân những người đã có công lao to lớn với đất nước. Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của các vị lãnh đạo, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, luôn là nguồn cảm hứng bất tận, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với Tổ quốc cho thế hệ trẻ. Mai Dịch, với không gian trang nghiêm và thiêng liêng, là biểu tượng của lòng biết ơn và sự tri ân của toàn dân Việt Nam đối với những người đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng. Nơi đây mãi mãi ghi dấu những trang sử hào hùng và là điểm tựa tinh thần cho những ai đến viếng thăm, tưởng nhớ. Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí hôm nay đã chuẩn bị và kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối để đón Bác về chiều ngày 26 tháng 7. Quý vị thân mến, Thành đoàn Hà Nội cho biết bất chấp thời tiết mưa gió, hơn 4.000 thanh niên thủ đô tình nguyện đăng ký tham gia, phục vụ lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 4 khu vực chính trong suốt 2 ngày diễn ra quốc tang. Theo Thành đoàn Hà Nội, với những tình cảm của tuổi trẻ thủ đô đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau khi thông tin về việc tổ chức lễ quốc tang được công bố, nhiều thanh niên thủ đô đã bày tỏ mong muốn được đăng ký làm tình nguyện viên tham gia phục vụ các nội dung trong thời gian diễn ra lễ quốc tang.
Tính đến ngày 23 tháng 7, con số đăng ký tham gia phục vụ đã trên 4.000 tình nguyện viên. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Thành đoàn Hà Nội đã kịp thời xây dựng các phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động xã hội hóa các nhu yếu phẩm như nước suối, áo mưa, quạt giấy, phục vụ nhân dân về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để điều phối lực lượng tình nguyện viên từ cơ sở đoàn trực thuộc tham gia thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động phục vụ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, Thành đoàn Hà Nội điều phối lực lượng tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ tại 4 khu vực chính: nhà tang lễ quốc gia số 5A Trần Thánh Tông, nhà riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng số 5 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, nghĩa trang Mai Dịch và tại các tuyến phố theo lịch trình di quan trong suốt 2 ngày diễn ra quốc tang. Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo các ban chuyên môn phân công lực lượng tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như tham gia hỗ trợ, phục vụ, hướng dẫn các đoàn và nhân dân vào viếng Tổng Bí thư, bố trí các chốt trực từ 6 giờ đến 22 giờ tại 8 điểm trong suốt 2 ngày diễn ra quốc tang. Cụ thể, các điểm đặt chốt trực là vườn hoa Tăng Bạt Hổ, góc giao Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ, góc giao IEC Xanh, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự, vườn hoa Pasteur, cổng trung tâm điều trị tự nguyện, bệnh viện 108, đường Trần Thánh Tông, nhà tang lễ quốc gia, thôn Lại Đà, huyện Đông Anh, nhà riêng Tổng Bí thư và tại nghĩa trang Mai Dịch. Tại các chốt trực bố trí điểm phục vụ nhân dân miễn phí, cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, quạt giấy, ô dù, áo mưa. Thành đoàn Hà Nội cũng chỉ đạo các tình nguyện viên trong đội hình giao thông xanh phối hợp lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn các đoàn và nhân dân gửi phương tiện di chuyển khi đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường trong thời gian tổ chức lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kéo dài đến hết 24 giờ ngày 26 tháng 7. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong thời gian tổ chức lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định để triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo nội dung quyết định này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay. Quý vị thân mến, sau đây là chi tiết những tuyến đường Hà Nội bị cấm để chuẩn bị quốc tang. Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong các ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024, trên địa bàn thành phố diễn ra các hoạt động phục vụ lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công an thành phố phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các tuyến đường cấm triệt để phương tiện. Cụ thể, từ 6 giờ đến 23 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024, cấm các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang lưu thông trên các tuyến đường Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, đoạn từ Lò Đúc đến Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Lò Đúc đến Trần Thánh Tông, IEC Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, đoạn từ Nguyễn Cao đến IEC Xanh, Nguyễn Cao, đoạn từ Lê Quý Đôn đến Nguyễn Huy Tự, Hàng Chuối, đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ và đường Trần Khánh Dư, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Quý Đôn. Từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Lê Đức Thọ đến Nguyễn Cơ Thạch. Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm từ 6 giờ đến 23 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024,
và từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang, và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Lò Đúc đến phố Huế, Trần Khánh Dư, D. Nguyễn Khoái, D. 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang, hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô và cấm triệt để các phương tiện theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng trên các tuyến đường gồm Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, đoạn từ Cửa Nam đến Trần Phú, Trần Phú, Sơn Tây, đoạn từ Trần Phú đến Kim Mã, Kim Mã, Đào Tấn, đoạn từ Kim Mã đến Liễu Giai, Liễu Giai, đoạn từ Đào Tấn đến Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Trần Vĩ đến Nguyễn Cơ Thạch. Từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang, hoạt động trên một số tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến Phạm Hùng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, đoạn từ Trần Thái Tông đến Trần Đăng Ninh, Trần Đăng Ninh, đoạn từ Cầu Giấy đến Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thượng Hiền, Yết Kiêu, đoạn từ Nguyễn Thượng Hiền đến Thiền Quang, Thiền Quang. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau: các phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, đi các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, sẽ đi cầu Thanh Trì, Pháp Vân và ngược lại. Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, sẽ đi quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, quốc lộ 3 và ngược lại. Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, sẽ đi theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sa La, Văn Phú, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhổn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà và ngược lại. Từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024, các phương tiện từ các tỉnh phía Tây về trung tâm thành phố theo quốc lộ 32 đi tỉnh lộ 70 hoặc đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, các phương tiện từ trung tâm thành phố đi các tỉnh phía Tây đến Xuân Thủy đi Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực, Trịnh Văn Bô, tỉnh lộ 70, quốc lộ 32 hoặc từ Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21A. Các đối tượng tham gia giao thông điều chỉnh lộ trình, hạn chế đi lên đường Vành Đai 3, đoạn qua nút giao Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn vào trung tâm thành phố. Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo quyết định số 06/2013, Ủy ban Nhân dân ngày 25 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền. Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ quốc tang, tất cả đối tượng tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ,
Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Các cơ quan, tổ chức, nhân dân các địa phương về dự lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi bằng phương tiện cá nhân hoặc xe chung, gửi tại các địa điểm trông giữ xe bên ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm và đi bộ vào nhà tang lễ, từ các hướng qua cửa kiểm tra an ninh tại khu vực cổng nhà tang lễ và bệnh viện 108, theo hướng dẫn của ban tổ chức. Tổng công ty Vận tải Hà Nội căn cứ thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo. Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày qua, tại khu vực nhà tang lễ quốc gia, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lắp đặt các thiết bị và chuẩn bị các công việc cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ tang. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm trang nghiêm, an toàn. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đơn vị tham gia nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phương tiện, kỹ thuật cho lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Đảng, nhà nước được phân công nhiệm vụ tổ chức chỉ dẫn, đón tiếp các đoàn đến tham dự lễ viếng, đảm bảo an toàn, trang trọng. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo hậu cần, y tế, phun khử khuẩn các khu vực cũng được triển khai nghiêm ngặt, đúng quy định để lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra một cách trang nghiêm, an toàn nhất, theo đúng quy định của Đảng, nhà nước và nghi lễ quân đội. Trước đó, ngày 23 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia và Nghĩa trang Mai Dịch. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn, phương tiện kỹ thuật cho lễ quốc tang, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chỉ dẫn, đón tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, quân đội, công an, địa phương và nhân dân đến tham dự lễ viếng đảm bảo an toàn, trang trọng. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ổn định, được chuẩn bị rất chu đáo, trang trọng, chặt chẽ. Các lực lượng của quân đội đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Quý vị thân mến, cho ai chưa nhớ thì lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ BBA Tinh Hoa mỗi ngày và nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!